Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay em và Bùi Vila đang có mặt tại căn hộ một phòng ngủ tại dự án Wyndham Thanh Thuỷ, được thiết kế theo phong cách hiện đại với gói nội thất từ 259 triệu một căn. Khách hàng sẽ được bàn giao đầy đủ các thiết bị như thiết bị vệ sinh của Bravat, thiết bị bếp của Hubler, giường, tủ quần áo, TV, điều hòa đầy đủ. Mỗi căn thiết kế một bồn tắm khoáng nóng. Hiện tại chủ đầu tư đang còn quỹ 200 căn hộ cuối cùng và tiền chỉ từ 800 triệu một căn, nhận nhà kinh doanh luôn vào quý 4 năm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số hotline 0947 122 401.